các vị đồng học. Xin chào mọi người. Xin mời xem Cảm ứng thiên. Bắt đầu từ câu Chánh văn thứ tư. Toán giảm tắc mần hao, đa phùng ưu hoạn. Đây là một câu, cũng là nói đến một sự việc. Từ câu này đến câu thứ 9, toán tận tắc tử, đều là nói rõ một cách tỉ mỉ cái chân tướng sự thật này. Thế nào gọi là toán? Toán là tính toán, cũng chính là chúng ta thường nói tăng giảm cộng trừ. Vận mệnh đương nhiên là có, do nghiệp đời trước đã tạo mà cảm đến quả báo. Nếu như trong đời này không có đại thiện đại ác, thì đại khái vận mạng của cả đời đích thực là sẽ như định số mà lưu chuyển. Đây chính là thông thường người ta gọi là số phận, ngạn ngữ gọi là cả đời đều do số mạng, không có chút nào do con người quyết định. Đây chính là không có đại thiện đại ác. Nhưng nếu như bạn là phát tâm hành thiện, thì cái thiện trong số mạng của bạn sẽ thêm lớn, sẽ tăng thêm. Nếu như bạn tạo ác, thì phước báo đời trước mà bạn đã tu sẽ bị giảm đi. Cho nên ngày ngày đều có tăng giảm cộng trừ. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, mỗi ngày đều có tăng giảm cộng trừ. Mức độ tăng giảm cộng trừ không lớn, cho nên vận mạng vẫn sẽ bị người khác tính ra được rất chính xác. Vận mạng cá nhân như vậy, vận mạng gia đình cũng là như vậy, là gia vận. Đoàn thể thì cũng không ngoại lệ, thậm chí đến quốc gia, thế giới. Bạn xem trên thế giới có rất nhiều nhà tiên tri nói về kiết hung họa phước của thế giới. Đây là nói cái lớn, nó đều có một định số. Định số không phải Phật Bồ Tát định cho bạn, cũng không phải thần linh định cho bạn. Là ai định cho bạn vậy? Vận mạng cá nhân là do chính mình tạo tác. Gia vận của bạn là tạo tác của người cả nhà, là cộng nghiệp của người cả nhà. Quốc vận là cộng nghiệp của người cả một nước. Thế vận là cộng nghiệp của tất cả người trên thế giới. Xem bạn tạo tác là cái gì thì liền biết được sẽ có quả như thế đó. Nhân thiện nhất định được quả thiện, nhân ác nhất định cảm ác báo. Đây là chân lý. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian thuần thiện vô ác, vẫn là không rời khỏi chân lý của nhân quả.
Bạn xem Kinh Pháp Hoa nói nhất thừa nhân quả, Kinh Hoa Nghiêm nói là ngũ châu nhân quả, đều không rời khỏi định luật của nhân quả. Cho nên Phật Pháp mới nói là vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả vì sao bất không? Nhân quả chuyển biến bất không. Nhân sẽ biến thành quả, quả lại biến thành cái nhân mới. Nhân quả vĩnh viễn đang tuần hoàn, vĩnh viễn đang luân chuyển. Đây gọi là nhân quả bất không. Những nghiệp nhân quả báo, kiết hung họa phước này vĩnh viễn đang tuần hoàn. Đây chính là tương tục bất không. Đây là đại đạo lý, là chân tướng sự thật. Phật dạy chúng ta lìa tướng. Tướng thế gian không thể chấp trước, tướng Phật Pháp cũng không thể chấp trước. Trên Kinh Kim Cang nó rất hay. Pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Cái pháp đó là Phật Pháp. Pháp còn nên xả, chính bởi vì Phật Pháp là nhân duyên sanh. Pháp nhân duyên sanh, không có tự tánh, đương thể giai không, liễu bất khả đắc. Thế Pháp Phật Pháp đều không ngoại lệ, cho nên đều không thể chấp trước. Phân biệt chấp trước thì sai rồi. Quả nhiên nếu có thể làm đến được không phân biệt, không chấp trước, thì thế Pháp cùng Phật Pháp không có gì khác biệt. Những đạo lý này trên Kinh điển Đại Thừa nói rất nhiều, phải tỉ mỉ mà quan sát. Hết thảy tất cả hiện tượng, chúng ta mới có thể chân thật có được thọ dụng, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng ta quan sát cái hoàn cảnh lớn của hiện tại, hoàn cảnh sinh hoạt, cả thế giới đều đang động loạn. Đáng sợ nhất là chúng sanh tạo nghiệp, nghiệp tạo tràn đầy. Thì quả báo liền sẽ hiện tiền. Người xưa nói, người làm ác hiện tại vẫn chưa nhận lấy ác báo. Không phải không báo, mà là thời giờ chưa đến. Những sự thật này, ngày trước trong lịch sử có ghi chép, toàn bộ lịch sử đều là viết theo nhân duyên quả báo. Vì những hiện tượng bày ra ngay trước mắt chúng ta, chúng ta xem người hiện tại họ đang nghĩ gì, họ nói gì, họ làm gì. Quả báo tương lai là thiện, là ác, là kiết, là hung, là họa, là phước, chẳng phải đã rõ ràng rồi hay sao? Người trong đời quá khứ tu phước, đến đời này lại không biết tiếp tục tu phước, mà chỉ chuyên môn tạo ác, thì phước của họ dần dần bị giảm đi rồi. Đây chính là toán giảm. Bần
là tiền tài bị mất hết. Hao là hao tổn. Hao tổn đến mức nghiêm trọng là nhà tan người mất. Thậm chí đến quốc gia diệt vong. Đa phùng ưu hoạn. Ngày nay chúng ta sống ở thế gian này, hai câu nói này đích thực là miêu tả đời sống hiện tại của chính chúng ta. Chúng ta trong đời quá khứ cũng xem là có tu được chút phước báo. Đời này tạo ác, ác báo vẫn chưa hiện tiền, vẫn còn dư phước để có thể hưởng. Phước báo trong đời quá khứ đã tu không nhỏ. Do đây có thể biết, ngay trong đời này của chúng ta, nếu như không làm ác mà còn nỗ lực làm thiện, vậy phước báo ngay đời này của chúng ta nhất định là vượt hơn ngay trước mắt rất nhiều rất nhiều. Những đạo lý này, nếu như không phải là người chân thật hiểu thấu đáo, bạn nói cho họ nghe, họ sẽ không tin tưởng. Tại vì sao không tin vậy? Vì họ mê rồi, mê quá sâu. Loại mê hoặc này không phải là không có nguyên nhân. Hiện tại những gì họ thấy được, tiếp xúc được dường như không giống như người xưa đã nói. Lời của người xưa dường như là một loại ý tưởng, không phải là sự thật. Những sự thật mà họ thấy được không phải như vậy. Họ tin tưởng những chân tướng sự thật mà họ thấy được. Kỳ thật họ thấy sai rồi. Chúng ta có thể khẳng định là họ thấy sai. Tại vì sao có thể nói khẳng định như vậy? Tâm của người xưa là trạng thái tịnh, còn người hiện tại tâm khí sốc nổi, tâm là động. Giống như mặt nước, mặt nước khi bình lặng thì giống như tấm gương vậy, mọi thứ chiếu vào đều thấy được rất rõ ràng. Nếu như trên nước khởi lên sóng thì đương nhiên không thể nhìn thấy được hình ảnh rõ ràng rồi. Từ đạo lý này, các vị tỉ mỉ mà suy nghĩ xem. Tâm người thanh tịnh thì nhìn cái gì cũng thấy được rõ ràng. Tâm người bao trao thì nhìn cái gì cũng nhất định sẽ nhìn sai. Cho nên chúng ta tin tưởng giáo huấn của Phật Bồ Tát, tin tưởng giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng tâm của các ngài thanh tịnh? Các ngài ô nhiễm ít hơn so với chúng ta. Tâm tư hiện tại của chúng ta là sóng to gió lớn. Việc này chúng ta phải rõ ràng. Tâm của chúng ta bị ô nhiễm nghiêm trọng. Một ngày từ sớm đến tối, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, ngày ngày đang tăng trưởng. Vậy thì chúng ta đối với sự lý của vũ trụ nhân sanh làm sao có thể nhìn được rõ ràng chứ? Y theo vọng tưởng chấp trước của chính mình mà làm việc,
có lý nào mà không tạo ác nghiệp? Ngày nay học Phật, nếu muốn có thành tựu, nếu muốn có được một chút thọ dụng, thì nhất định phải buông xả đi thành kiến của chính mình. Phải thừa nhận là thành kiến của chính mình là sai rồi. Phải nhanh chóng quay đầu. Quay đầu là bờ. Y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát mà tu học, bắt đầu làm từ căn bản. Tam phước của Quán Kinh dạy bảo chúng ta làm từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Cái gì gọi là hiếu, cái gì gọi là dưỡng, không ai biết. Thế nào gọi là phụng sự cũng không có người biết. Hiện tại mọi người xem thấy những chữ này, tự cho rằng ta đều đã làm được rồi. Việc này chẳng trách. Họ chính mình đều làm được, họ làm được rất tốt, đều làm được rất viên mãn. Vậy thì họ liền thành Phật Bồ Tát. Hiện tại ở thế gian này, họ tự mình tuyên xưng là Phật gì đó tái lai, Bồ Tát gì đó tái lai. Việc này không thể trách họ. Họ chính mình cho rằng họ thành Phật rồi. Trên kinh Phật nói với chúng ta, người trời tứ thiện, người trời tứ không, cho rằng chính mình thành Phật, thành Bồ Tát rồi. Hiện tại không cần phải đến trời tứ không, chính ngay hiện tiền họ đã thành Phật, thành Bồ Tát rồi. Hiểu sai rồi. Hiếu dưỡng, những chữ này ý nghĩa rất sâu rộng. Sâu rộng không có bờ mé. Chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu chứ? Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Hiếu dưỡng hai chữ này vẫn kém khuyết một phần, vẫn chưa viên mãn. Đạo lý này ai biết chứ? Chứng được quả vị Như Lai, cứu cánh viên mãn, thì hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng mới làm đến được viên mãn. Do đây có thể biết, hiếu dưỡng phụng sự chân thật làm được đắc lực, bạn liên vào quả vị của thánh nhân. Mức độ thấp nhất là Bồ Tát viên giáo sơ tính vị. Lấy tiêu chuẩn này để nói, khi tam giới 88 phẩm kiến hoặc chưa đoạn, thì hiếu dưỡng phụng sự mà Phật nói ra, bạn không có phần. Cái hiếu dưỡng phụng sự đó của bạn là pháp thế gian, là việc của sáu cõi luân hồi. 88 phẩm kiến hoặc đoạn rồi, hiếu dưỡng phụng sự của bạn mới là tiêu chuẩn mà Phật đã nói, tiêu chuẩn thấp nhất. Chúng ta có thể làm được hay không? Niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chân thật giảng sanh rồi, thì việc hiếu dưỡng phụng sự của bạn có thể nói là làm đến được một nửa. Đây là theo tiêu chuẩn của Phật. Thế nhưng bạn niệm Phật một lòng cầu sanh tịnh độ,
có thể chân thật giảng sanh tịnh độ hay không? Phải thật giảng sanh thì mới được. Niệm Phật mà không thể giảng sanh thì không được rồi. Tại vì sao không thể giảng sanh vậy? Bạn phải suy nghĩ xem. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân không thể giảng sanh mà đem loại bỏ nó đi. Đại sư Trí Giả dạy cho chúng ta phương pháp. Chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ xem, Phật Bồ Tát thật là từ bi đến tột đỉnh rồi. Dùng phương pháp của ngũ định tâm quán để giúp chúng ta làm trợ tu, giúp chúng ta phá trừ thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, những thứ phiền não này. Phật chân thật có phương pháp tốt. Thế nhưng những phương pháp này chúng ta không chịu làm. Nếu như y theo phương pháp này mà làm thì sẽ có hiệu quả. Cho dù không thể đoạn ba độc phiền não, nhưng chắc chắn có thể hàng phục được, cũng chính là làm cho phiền não giảm nhẹ đi. Phiền não nhẹ thì trí huệ liền tăng trưởng. Bạn không chịu chăm chỉ nỗ lực mà tu học, vậy thì không còn cách gì khác. Chúng ta giảng sanh phải đạt đến trình độ nào vậy? Phẩm vị thứ năm là mức độ thấp nhất. Đại sư Trí Giả thị hiện cho chúng ta. Khi Ngài giảng sanh, đệ tử hỏi Ngài phẩm vị giảng sanh ra sao? Ngài nói là giảng sanh phẩm vị thứ năm. Phẩm vị thứ năm là cõi phàm thánh đồng cư. Ngũ định tâm quán, phẩm vị thứ năm này, thành thật mà nói tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều có thể làm đến được. Đại sư Trí Giả dạy cho chúng ta phương pháp này, cũng chính Ngài làm ra tấm gương điển hình, thật là từ bi đến cùng cực. Cho nên chúng ta bình lặng mà quan sát thế gian này, quan sát hoàn cảnh đời sống của chính mình. Ngày nay chúng ta đích thực là đa phùng ưu hoạn. Có mấy ai ở thế gian này thân tâm có được cảm giác an toàn chứ? Sống ở thế gian này không có cảm giác an toàn, bạn nói xem đáng thương biết bao, thống khổ biết bao. Đây là chúng ta bất hạnh sanh vào thế gian động loạn này. Thế gian đại loạn, chúng ta có thể đạt được thân tâm an ổn hay không? Có thể. Chỉ có ở trong Phật Pháp, chỉ có ở trong giáo học của Thánh Hiền, chúng ta có thể đạt được. Đó chính là nhất định phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Biết được chính mình từ đâu đến, biết được chính mình sẽ đi về đâu, biết được thế gian này trùng trùng nghiệp nhân quả báo, thì tâm của chúng ta mới có thể an. Gọi là lý đắc tâm an. Đạo lý hiểu tương tận thì tâm liền an. Bạn không tường tận những đạo lý này thì tâm của bạn làm sao có thể an được chứ?
Những sự việc này chúng ta không thể không biết, không thể không rõ ràng, không thể không học tập. Nếu bạn muốn biết, muốn tường tận mà không học tập thì làm sao được chứ? Học còn phải tập, tập là phải thật làm, thì bạn mới có thể chân thật thể hội